Một số phụ nữ có thể có những lo ngại về các vaccine COVID-19 và sự an toàn của chúng. Điều này là dễ hiểu vì có nhiều nghiên cứu trước đây đã không luôn luôn bao gồm phụ nữ trong những thử nghiệm lâm sàng. Một số người cũng có thể đã hoảng sợ vì vaccine đã được sản xuất quá nhanh. Tuy nhiên, những nghiên cứu mới hơn đã cho thấy rằng Pfizer Comirnaty, Moderna Spikevax và AstraZeneca Vaxzevria đều rất an toàn và rất hiệu quả cho phụ nữ. Điều này được hỗ trợ bởi các dữ liệu về sự an toàn cho phụ nữ từ nhiều loại vaccine tương tự khác. Vaccine COVID-19 là kết quả của những công việc phi thường các nghiên cứu đã có từ trước, hàng ngàn nhà nghiên cứu tận tụy và hàng tỷ đô la tài trợ trong vài tháng vừa qua. Ở Úc, vaccine phải được xét nghiệm và đạt các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt trước khi được phê duyệt để sử dụng bởi cơ quan quản lý sản phẩm trị liệu. Để phê duyệt một vaccine, TGA sẽ kiểm định từng nguyên liệu về sự an toàn, chất lượng và tính hiệu quả, kiểm định các kết quả thử nghiệm lâm sàng, cách mà các thử nghiệm được thực hiện và bảo đảm rằng các thử nghiệm bao gồm nhiều người tham gia với các thành phần đa dạng, bảo đảm các nhà sản xuất vaccine hội đủ các tiêu chuẩn sản xuất đạt chất lượng. Các phòng thí nghiệm của TGA kiểm định chất lượng của từng lô vaccine trước khi đưa ra. Điểm mấu chốt là tất cả các vaccine ở Úc đều phải đạt các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về vaccine COVID-19, hãy nói chuyện với chuyên viên y tế của bạn.